Thời gian vừa rồi nghỉ dịch và hình như là mình cũng hơi lười một chút không có làm video. Nhưng hôm nay thì mình sẽ quay trở lại cùng với anh em chia sẻ về một tháng sử dụng chiếc Oppo A91 này. Và trong một tháng đó thì có một điểm đặc biệt, đó chính là mình đã không sử dụng miếng dán màn hình cho chiếc máy này để xem là kiểu mình dùng bình thường nó có gây những vệt xước lớn không và kính cường lực của chiếc máy này có ngon không. Thì vào video mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Và đây sẽ là video nói về một tháng sử dụng Oppo A91. Mình là Công, tới từ ReviewOS. Chúng ta sẽ cùng nhau nói luôn về cái màn hình đi. Thì với một tháng sử dụng như vậy, mình thấy rằng là cái màn hình của chúng ta khá là bền. Ngoại trừ những cái vệt xước lông mèo mình gặp phải ra thì không hề có bất kỳ một cái vết xước nào nó làm cho mình bị khó chịu khi mình nhìn vào máy cả. Các bạn biết mà, những cái vệt xước lớn, xước sâu chỉ cần chúng ta nhìn vào máy thôi là đã cảm thấy nó rất là khó chịu rồi. Thế nhưng mà không hề có một vết nào hết sau một tháng sử dụng đó của mình. Mình thì không phải thuộc kiểu quá giữ gìn đâu. Các bạn còn nhớ mình từng nói về ốp UAG không? Mình mua nó về là bởi vì mình muốn cái máy của mình đập đâu, quăng đâu, để đâu cũng được. Chứ mình không cần phải mua máy về xong lại phải nâng nó, còn hơn cả là nâng niu bản thân mình. Thì đó là điều mình không muốn. Và tất nhiên là cũng áp dụng chính sách đó với chiếc máy này, tất nhiên là có sử dụng ốp nhá. Thì mình đã có một cái màn hình là sau hơn một tháng không có bất kỳ một vết xước lớn nào cả, chỉ là những vết xước lông mèo. Quá tuyệt vời, như vậy là chất lượng màn hình của em này, cái phần kính cường lực cũng ổn đấy chứ đúng không? Các bạn nào mà thích dùng trần thì các bạn cũng có thể sử dụng trần giống như mình. Về chất lượng hiển thị của màn hình AMOLED ở trên chiếc A91 này thì mình có xem qua một số mẫu máy khác trong cùng tầm giá. Và kể cả là so với lại Samsung Galaxy A51 đi thì chiếc Oppo A91 này có chất lượng hiển thị vẫn ngon hơn so với lại A51. Như vậy nếu như các bạn đang cần tìm một màn hình AMOLED hiển thị đẹp, màu sắc rực rỡ thì đây là chiếc máy mà các bạn đang cần tìm. Đối với lại vân tay trong màn hình của chiếc máy này thì cũng khá là nhạy và tốc độ của nó sẽ ngang với lại Oppo Reno 2F. Tuy nhiên vẫn bị một cái yếu điểm của vân tay quang học, đó chính là nếu như các bạn tay bị ướt hoặc là tay các bạn ra quá nhiều mồ hôi thì các bạn sẽ không thể nào mở khóa được. Nhưng mà không sao, anh em quệt vào quần thế là khô à. Đối với lại thiết kế của chiếc A91 thì mình sẽ không mô tả về nó nữa bởi vì các bạn đã nghe rất là nhiều rồi. Mình sẽ nói luôn vào những cái điểm mà mình trải nghiệm được. Đó chính là nếu như các bạn không sử dụng ốp mà các bạn cầm thế này thì sẽ thoải mái, ok, cạnh được bo cong, cầm khá là đã tay. Nhưng khi chúng ta sử dụng bàn phím, lúc này tay các bạn phải tì xuống cạnh dưới này, thì mình thấy rằng là phần cạnh dưới của máy nó có gì đó hơi sắc và nó làm cho tay mình bị đau sau khi mình sử dụng. Chính vì vậy mình có một lời khuyên là các bạn nên dùng ốp với chiếc A91 để chúng ta có trải nghiệm ngon nhất. Không biết là có những bạn nào bị giống như mình không, nếu như bạn nào mà cũng bị thì các bạn comment cho mình biết cái điều này nhá. Và thêm một cái điểm nữa thì đó chính là mặt lưng nhựa, nên là chúng ta khi sử dụng nó sẽ bám rất là nhiều mồ hôi dấu vân tay. Đây mình mới chỉ cầm nãy giờ có một tí thôi, nó đã bám khá là nhiều rồi. Và lại cũng như vừa rồi mình nói là đeo ốp vào là xong, không sợ cái vấn đề này. Và tiếp theo là trải nghiệm nghe gọi ở trên chiếc máy này. Thì khi mà mình đi ở ngoài đường nghe gọi cũng khá là rõ ràng, không có cái chuyện là người nghe hỏi mình là alo Công à, nói cái gì đây, nói to lên xem nào. Không, không bị hiện tượng đấy. Mình cũng có thể nghe được rõ đầu dây bên kia nói gì mặc dù xung quanh mình ồn. Nhưng các bạn sẽ cần lưu ý cho mình, thứ nhất là zoom của máy có vẻ hơi yếu hơn một chút so với mẫu máy trước giờ mình từng dùng, ví dụ như là XR chẳng hạn. XR đang zoom rất là mạnh mà sang cái này thì zoom yếu hơn, là mình bị lỡ một ít cuộc gọi. Cái điểm thứ hai đó chính là loa ngoài của máy có âm lượng không thực sự quá to. Loa trong thì đủ nghe nhưng mà khi bạn bật sang loa ngoài thì mình lại cảm thấy rằng là nó chưa làm cho mình hài lòng. Và rất là ngắn gọn như vậy thì đây là những trải nghiệm cơ bản của mình về Oppo A91. Mình sẽ cùng các bạn đi sâu hơn, đó chính là đến với phần hiệu năng, đến với phần pin của máy. Đối với lại phần hiệu năng thì trong quá trình sử dụng của mình thấy rằng là Helio P70 ở trên chiếc máy này làm việc rất là tốt. Kể cả là cho dù các bạn có chơi game hay các bạn có làm những cái tác vụ thường ngày, Facebook, lướt web, check mail, tất cả mọi thứ đều mượt mà với A91. Mà tất nhiên là cái việc lâu lâu nó khựng, nó lag một chút thì đó là do Android chứ không phải là do chiếc máy này. Khi nào Android tối ưu tốt như iOS thì anh em yên tâm đi, nó sẽ không bao giờ bị lag như vậy nữa. Ở đây thì mình có test kỹ hơn hiệu năng một chút thông qua hai tựa game, đó chính là Liên Quân Mobile và PUBG Mobile. Đối với hai tựa game này thì mình đều để cấu hình của máy ở mức gần như tối đa mà máy có thể đạt được. Đối với lại Liên Quân thì mình thấy rằng FPS khá là ổn định ở mức khoảng 59-60 FPS. Cho dù các bạn có combat, các bạn có làm gì, làm trời làm đất, bật mắc cấu hình lên rồi nó vẫn cứ 60 FPS, chơi rất là sướng như các bạn thấy ở biểu đồ mình cho các bạn xem đây. Đối với lại PUBG Mobile thì hơi buồn một chút khi mà Helio P70 lúc này chỉ đạt khung hình tối đa là 30 FPS mà thôi, không thể nào mà lên được 40 FPS nữa.
Thế nhưng mà cái trải nghiệm nó mang lại cho mình thì lại khá là ngon. Mình để ở mức độ HD, mình có để ở FPS cao và mình chơi cả một trận đấu thì không có bất kỳ một cái giật nào nó quá nặng xảy ra cả. Kiểu như bạn đang chơi thì khựng một phát đứng luôn khung hình lại. Nó chỉ có hiện tượng bị drop FPS xuống khoảng tầm 26, 27 gì đó thôi. Và như vậy thì hoàn toàn là chấp nhận được trong một ván game PUBG Mobile. Và về nhiệt độ khi chơi là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Sau khi mình chơi hai tựa game đó loanh quanh khoảng gần một tiếng đồng hồ mà máy cũng chỉ nóng lên, gọi là tay mình vẫn có thể chạm vào thế này. Đấy, mình có thể cầm nguyên thế này được các bạn này. Không có chuyện mình phải nóng quá mà bỏ tay ra ngoài đâu. Nên là các bạn cứ yên tâm cho mình. Còn đối với lại thời lượng pin của chiếc máy này thì nếu như các bạn cũng là một người dùng hỗn hợp tác vụ giống như mình, tức là có chơi game vào giờ nghỉ trưa, các bạn có lên Facebook để xem tin tức, để like ảnh, để xem gái xinh ở đâu để còn blem, hay là các bạn có lên YouTube để xem là hôm nay là những cái idol của mình có cái content gì mới không, có ra bãi rác mà nhặt được tôm hùm hay là ra bãi rác rồi lại nhặt được gái xinh về làm vợ không, thì một ngày như vậy mình sẽ dùng được đến khoảng tầm 10 giờ tối mình phải sạc pin cho chiếc máy. Và tất nhiên là khi mà sạc thì mình có sạc VOOC vừa nhanh vừa mát vừa sướng. Anh em nào đã dùng sạc VOOC rồi thì đều biết đúng không? Sạc rất là nhanh. Chỉ có một cái nhược điểm của sạc VOOC là để sạc được chúng ta phải đồng bộ từ củ sạc tới cáp sạc. Và đi đâu các bạn muốn sạc được các bạn cũng cần combo đó. Hoặc là các bạn sẽ mua củ sạc dự phòng có hỗ trợ VOOC. Mà cái này thì hơi ít một chút. Và bây giờ sẽ là phần cuối cùng, đó chính là camera. Mình để phần này ở cuối bởi vì là mình muốn anh em nghe tất cả những cái thông tin tổng quan kia ở trên rồi mới đến cái này. Đơn giản là bởi vì trong cái tầm giá này thì đa số camera ở các máy bây giờ đều đáp ứng rất là ngon nhu cầu của người sử dụng rồi. Các bạn có camera góc rộng, các bạn có camera đo chiều sâu, các bạn sẽ có thể có thêm camera macro nữa. Thế nhưng với chiếc máy này thì camera sẽ hơi khác một chút, các bạn không có macro mà các bạn sẽ có camera hỗ trợ trắng đen. Cái này để hỗ trợ bộ lọc ấy, mình thì mình ít dùng nên là không ứng dụng được lắm. Các bạn mà đưa camera của máy lại gần vật thể chụp macro thì nó vẫn hiện là chụp macro. Thế nhưng chỉ là một cái hình thức hỗ trợ thôi chứ không phải là chụp macro chuẩn nhá. Và ở đây mình cho các bạn xem một số những bức ảnh mình đã chụp từ chiếc máy này để các bạn xem là chất lượng ảnh như vậy thì các bạn có ưng ý không? Các bạn có muốn sở hữu em nó không? Còn cá nhân mình thì mình thấy rằng là nó đủ với mình. Nó đáp ứng được tất cả các nhu cầu khi sử dụng của mình. Và với camera trước của A91 khi mình cho một số những bạn gái dùng thử thì không thấy bạn nào chê cả. Rất là tuyệt vời luôn, da trắng hơn, mặt mịn hơn, bóp mặt lại thon lại, mắt to ra. Wow, còn điều gì mà chúng ta phải lo lắng nữa không nhỉ? Và như vậy là các bạn đã vừa nghe cái chia sẻ của mình sau một tháng sử dụng Oppo A91. Và với chiếc máy này lại một lần nữa mình sẽ dùng từ đó chính là đủ đối với mình. Mình không có nhu cầu gì cao siêu hơn nữa, những cái game mình hay chơi cũng đánh được rồi. Camera thì những cái thứ mình cần chụp đều có thể chụp được. Và hiệu năng của máy không phải là yếu, không phải là giật, không phải là lag. Hoàn toàn đáp ứng được tất cả những thứ mà mình mong muốn trên một cái điện thoại. Chỉ có điều là nó phù hợp với các bạn hay không là do các bạn lựa chọn. Hy vọng là video của mình sẽ giúp các bạn có thêm cái sự tự tin khi quyết định chọn mua một chiếc điện thoại. Bây giờ thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Nếu như các bạn hữu ích thì các bạn đừng quên một like và bấm chuông đăng ký kênh của mình nhé.